một bệnh nhân tử vong trong vụ 88 người ngộ độc. Ngày 7 tháng 2, một phụ nữ 63 tuổi trong vụ 88 người nghi ngộ độc sau ăn chè đậu trắng đã tử vong do suy đa tạng. Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, người phụ nữ tử vong sau 3 ngày nhập viện. Sức khỏe của 3 bệnh nhân khác ổn định, trong đó 2 người đã chuyển khỏi phòng hồi sức. Trước đó, hôm 4 tháng 2, ngành chức năng ghi nhận 88 người nghi ngộ độc sau khi ăn món chè đậu trắng, trong đó 35 ca nhập viện, 4 ca phải chuyển lên tuyến trên do sốc nhiễm trùng, số còn lại tự điều trị tại nhà. Những người bị ngộ độc có điểm chung là đã ăn món chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, phát miễn phí. Sau khi ăn, nhiều người bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt, kể cả người thân của bà Tuyết. Bà Tuyết cho biết đã phát hơn 100 túi chè làm từ 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn và 24kg đường cát. Số chè được bà nấu từ khuya hôm trước đến sáng ngày 4 tháng 2, phát cho hàng xóm và người đi đường tại xã Long Điền A. Bà Tuyết nghi ngờ số đậu trắng dùng nấu chè có vấn đề khi bà nấu rất lâu nhưng một số hạt không mềm. Sở Y tế tỉnh An Giang đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, thu mẫu chè để giám định. Hiện ngành chức năng vẫn chưa có kết quả xác định nguyên nhân gây ngộ độc.